cuộc chiến thảm khốc của Nga ở Ukraine rõ ràng là một bài học cảnh tỉnh cho Trung Quốc khi tính đến một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào Đài Loan. Đồng thời, Đài Loan cũng cần phải đưa ra các phương án tác chiến quan trọng ở vị thế của một quốc gia nhỏ nhưng có võ, có thể ngăn chặn, phòng thủ và thậm chí đánh bại một cường quốc lớn mạnh hơn. Vậy Đài Loan nên sử dụng chiến lược gì? Hòn đảo nên rút ra điều gì từ cuộc chiến Nga-Ukraine? Kính mời quý vị cùng theo dõi góc nhìn của chuyên gia ngày sau đây. Mày rất vui khi được gặp lại quý vị trong một phân tích và bình luận của DKN News. Thưa quý vị, Đài Loan đã liên tục nâng cao cảnh giác với gã khổng lồ láng giềng Trung Quốc sau khi Nga phát động chiến tranh vào Ukraine. Một trong những phương án mà Đài Loan có thể xem xét là chiến lược chiến tranh phi đối xứng. Và Đài Bắc đã quan tâm đến việc áp dụng khái niệm này vào hoàn cảnh đặc biệt của mình. Theo ông Drew Thompson, một nghiên cứu sinh tại trường chính sách công Lý Quang Diệu của Đại học Quốc gia Singapore, trong trường hợp của Đài Loan, điều này có nghĩa là bác bỏ chiến lược phòng thủ truyền thống của Đài Loan là chiến tranh tiêu hao. Dựa trên cách tiếp cận chiến tranh của Mỹ, đặc biệt là khả năng phát huy sức mạnh ở khoảng cách xa và tối đa hóa khả năng cơ động và mạng lưới để sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù với ưu thế vượt trội hơn. Vậy, chiến tranh phi đối xứng là gì? Chiến tranh phi đối xứng là một chiến lược trong nghệ thuật quân sự, sử dụng các trang bị, vũ khí, phương tiện và các phương pháp quân sự một cách có hiệu quả nhằm chống lại phòng thủ, làm giảm hiệu quả các thiết bị, trang bị, phương pháp tổ chức, chiến lược quân sự của đối phương trong trường hợp đối phương có trang bị, vũ khí, phương tiện, kỹ thuật, số lượng quân sự vượt trội hơn. Phương thức này được áp dụng hiệu quả trong nhiều trường hợp tác chiến, chiến tranh, thường áp dụng cho các nước nghèo, có kinh tế, kỹ thuật, quân sự chưa có khả năng đối địch trực tiếp với đối phương. Cụ thể, đó chính là 1. Nghiên cứu, phát triển, sản xuất, sử dụng các thiết bị, trang bị vũ khí, kỹ thuật làm giảm hiệu quả, chống lại các thiết bị, trang bị, vũ khí kỹ thuật hiện đại của đối phương, như các thiết bị làm nhiễm, các thiết bị làm mù, lệch hướng điều khiển, trang bị các vũ khí loại nhỏ, rẻ tiền nhưng có khả năng tiêu diệt, phá hủy các thiết bị đắt tiền hiện đại, ví như tên lửa chống tăng để diệt xe tăng, tên lửa chống tàu để diệt tàu chiến, các vũ khí sinh hóa học có mục tiêu phòng thủ, chống xâm nhập. 2 nghiên cứu, áp dụng các phương pháp tác chiến hiệu quả đối với các thiết bị, vũ khí, kỹ thuật trang bị hiện đại của đối phương. 3. Tăng cường khả năng gian đe đối với kẻ thù Tuy nhiên, điều này có thể rơi vào tay Bắc Kinh. Theo ông Thompson, việc đạt được ưu thế áp đảo trước Trung Quốc sẽ là điều không thể. Thay vào đó, ông Thompson lập luận rằng Đài Loan nên sử dụng các hệ thống phòng thủ tầm ngắn, có thể giúp sống sót sau đợt bắn phá ban đầu từ Trung Quốc và được sử dụng trong các chiến dịch áp sát đây ít nhiều là những gì Ukraine đã và đang làm với vũ khí chống tăng Zabalin và Enlau, cũng như tên lửa phòng không Stinger của họ. Hệ thống tên lửa phòng không Hải Kiếm 2, Sea 2, đã vượt qua các cuộc thử nghiệm bắn đạn thật, hoàn thành đánh giá hoạt động và sẵn sàng được triển khai trên các tàu của Hải quân Đài Loan vào tháng 8 năm 2021. Hệ thống vũ khí mới là biến thể Hải quân của tên lửa Thiên Kiếm 2, Sky 2, và được trang bị trên tàu mới nhất của Hải quân Ta một khinh hạm lớp Tua Chiang. Bí quyết nằm ở những con số. Ukraine đã sử dụng hết hàng nghìn loại vũ khí nhỏ cầm tay này. Nó rất dễ dàng sử dụng nhưng cũng rất nhanh hết. Đài Loan hoặc sẽ phải duy trì một kho vũ khí khổng lồ như vậy trong nước, hoặc Hoa Kỳ sẽ cần phải bảo đảm rằng họ có thể tiếp tục cung cấp cho Đài Loan trong bối cảnh xung đột vũ trang có thể đòi hỏi Trung Quốc tiến hành phong tỏa hòn đảo. Điều đó nói lên rằng Đài Loan có một lợi thế lớn so với đối thủ mà Ukraine không có với Nga hàng rào hàng hải dài 62 dặm tiếp giáp với Trung Quốc. Các hoạt động đổ bộ qua eo biển Đài Loan không chỉ phức tạp mà còn rất nguy hiểm cho kẻ xâm lược, vì đây là điểm yếu chí mạng của quân đội Trung Quốc. Trận chiến quyết định ở bờ biển này có nghĩa là tham gia và tiêu diệt càng nhiều càng tốt lực lượng quân đội Trung Quốc khi họ ở eo biển Đài Loan. Vũ khí chính sẽ là tên lửa hành trình chống hạm cả trên đất liền và trên tàu. Chiến thuật tụ tập bắn và chạy sẽ là công cụ trong giai đoạn này. Ngoài ra, các vùng biển gần bờ Đài Loan sẽ bị khai thác nhiều. Bắn và chạy là chiến thuật pháo binh bắn vào mục tiêu và ngay sau đó lập tức di chuyển ra khỏi vị trí vừa bắn để tránh bị quân địch phản pháo. Bất kỳ lực lượng nào của Trung Quốc tiến đến bờ biển của Đài Loan sau đó sẽ phải đối mặt với vùng tiêu diệt được hỗ trợ bởi các hệ thống chống hạm di động trên đất liền, bao gồm cả tên lửa Harpoon do Mỹ sản xuất và các cuộc tấn công bằng pháo, chẳng hạn như hệ thống tên lửa đa năng HIMARS do Hoa Kỳ sản xuất lực lượng không quân Đài Loan sẽ hoạt động chủ yếu trên khu vực này để phủ nhận khả năng hoạt động hiệu quả của máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và máy bay không người lái của Trung Quốc trong không phận Đài Loan. Đồng thời, Đài Loan có khả năng sẽ tiến hành các cuộc phản công nhằm vào các cơ sở quân sự của Trung Quốc trên đất liền, bao gồm các căn cứ hải quân, trạm radar, trung tâm chỉ huy và các địa điểm tên lửa. Chiến lược tăng cường khả năng phòng thủ bãi biển của Đài Loan nằm ở chính địa hình của hòn đảo này bờ biển của đài loan đã được mô tả là giấc mơ trở thành hiện thực của một hậu vệ nó có cơ sở hạ tầng phức tạp gồm các vách đá và tường biển ruộng lúa cầu đường hầm cầu vượt vùng đồi núi chập trùng các ngọn đồi giống như tổ ong với các đường hầm và hệ thống bong kè phức tạp và có rất nhiều vị trí có thể ẩn náu khỏi các bệ phóng tên lửa di động các đảo bên ngoài của đài loan tràn ngập tên lửa rocket và pháo như đã cho thấy khả năng phòng thủ thành công của ukraine trước quân xâm lược nga các hoạt động phi đối xứng phụ thuộc nhiều vào tốc độ tính cơ động đi kèm với số lượng lớn vũ khí rẻ hơn. Điều này có nghĩa là ít sử dụng đến xe tăng mà tăng cường lực lượng cơ động nhỏ. Trên hết, trong trường hợp của Đài Loan thì sẽ cần đến rất nhiều tên lửa các loại chống tăng, đất đối không, đất đối đất và chống họng. May mắn thay, Đài Loan là một trong những quốc gia có mật độ tên lửa cao nhất thế giới. Đồng thời, Bộ Quốc phòng Đài Bắc (MND) đã tuyên bố rằng họ sẽ tăng gấp đôi sản lượng hàng năm của các hệ thống tên lửa nội địa, đặc biệt. Bộ này có kế hoạch tăng cường sản xuất tên lửa tấn công đất liền Siung Seng, một phiên bản tầm xa hơn của tên lửa hành trình Siung Feng IIE. Siung Seng có tầm bắn ước tính khoảng 600 đến 1.200 dặm, cho phép nó tấn công các mục tiêu sâu trong nội địa Trung Quốc. Rõ ràng, Đài Bắc còn nhiều việc phải làm khi khai triển và làm chủ năng lực hoạt động phi đối xứng. Nó phải theo kịp số lượng vũ khí để có thể thay đổi của chơi, đặc biệt là tên lửa chống hạm hiện đại để tấn công đổ bộ và vũ khí chống thiết giáp và chống tăng như Javelin để ngăn chặn quân địch đổ bộ. Đài Loan cũng cần trao dồi khả năng phòng thủ của mình trước các lực lượng đặc nhiệm của Trung Quốc, đặc biệt là các cuộc tấn công đường không nhằm chiếm các căn cứ không quân hoặc ám sát những tướng lĩnh. Hai chiến thuật này cũng được các lực lượng vũ trang Nga sử dụng ở Ukraine, mặc dù những chiến thuật này dẫn đến thất bại nặng nề. Ngoài cải thiện về số lượng và hậu cần, Đài Loan cần phải tăng cường các hoạt động huấn luyện Điều đó có nghĩa là có thể kéo dài thời gian nhập ngũ tới 4 tháng, cũng như khuyến khích một đội quân chuyên nghiệp hơn, lớn mạnh hơn. Chiến tranh phi đối xứng tác động đến điểm mạnh của Đài Loan và điểm yếu của Trung Quốc, nhưng điểm yếu của Đài Loan cũng cần phải được giải quyết nhanh chóng hơn. Thưa quý vị, mục tin phân tích và bình luận của DKN News đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên xếp Chat một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo